Lời đầu tiên em xin chào tất cả các anh em cần thủ nha. Những anh em cần thủ đam mê câu cá, hôm nay em sẽ lên cho tất cả anh em là 6 con máy, trong đó là có một con Shimano và 5 con Kid. Loại máy này là loại máy chuyên lô ghe, lô suối, câu ISO, đánh cảm giác cho anh em nha. Đây em lên con thứ nhất. Đây là con Shimano The Wind Power 2500. Con này xây là 2500. Đây 2500 chuẩn của Shimano nha. Đây hoạt động rất là êm mượt nha. Đây, xe băng. Đây, ngoại hình con này tầm khoảng 95%, 96%, không bao giờ không có vết xước nhỏ nha, không. Vết xước nhỏ rất là ít nha. Đây. Vết xước ở đây rất là ít. Đây. Còn lăn ok. Vẫn còn lăn nha anh em. Đã kiểm tra rồi. Đây nút châm dầu. Đây, ngoại hình thì tầm khoảng 95-96%. Mô bin ok. Lý cước ok. Quay rất là mượt nha. Đó, một vòng quay rất là êm. Trả ngược lại. Đây, thông số cước nha. Cước số 2 như từ 170 m. Cước số 2.5 như từ 150 m. Cước số 3 như từ 130 m. Đây một bên sống ok. Giá con này công khai là 2 triệu 3 nha anh em. 2 triệu 3 Shimano The Wind. Chiếc này con chiên đua ra suối cho. Đua suối, đua lóc nha. Đua biển cũng được. Đây. Thì máy số 2 của em lên đó cho anh em đó, là con Daiwa Katina 2500 nha. Cái này ngoại hình tầm mới khoảng 97-98%. Không có vết xước nào lớn hết. Đây, chỗ này. Chỗ này gỉ sơn thôi. Đây, con lăn ok. Ok hết. Mô bên ok. Dặn ok. Cái cước ok. Hoạt động thì bao mượt nha anh em. Loại kit này thì anh em khỏi khỏi phải bàn rồi. Tay quay ok. Hàng này là hàng của kit Thái Lan xuất Nhật nha anh em. Hàng Daiwa kit này thì anh em đã lô qua thì rất là bền. Hỗ trợ cốt trợ lực. Đây cứ ok. Giá con này em đang bán công khai á, là 2 triệu 3 nha anh em. Bằng giá với con The Wind Power 2500. Kit Cardina 2500 này bằng với size là size 3000 anh em. Size 3000, 3000 gỡ. Cước số 2 vô được 200 m. Cước số 3 vô được 150 m. Đây. Còn lăn ok. Đây con số 2 là giá 2 triệu 3. Đây, em lên thêm là con số 3. Con số 3 của mình là Kid Farm 3500. Xây tương đương với Shimano là xây 4000. 3500 xây tương đương là 4000, 4000 cử. Đây, cước số 3 vô được 3 200 m, cước số 4 vô được 150 m, xây tương đương là 4000. Đây hoạt động rất là ok, rất là mượt nha. Đây, ngoại hình đây, đích đích đây, tay quay ok. Nhất là con lăn cước này rất là ok nha, vẫn còn lăn. Hàng này là hàng Thái Lan xuất Nhật nha anh em. Giá em công khai con này là 2 triệu 6 nha anh em, tặng dây bơ đi theo máy luôn. 2 triệu 6 đây, dây này dây bơ đi theo máy luôn. Còn dây bơ này cũng được 200-300 ngàn này. Đây
Tất cả các máy này đều hỗ trợ ABS nha anh em, cốt trợ lực hỗ trợ ABS. Ngoại hình mới con này tầm khoảng 95% theo anh đánh giá. Em lên cho mình tiếp là con số 4 nha anh em. Này, con số 4 con cũng là Daiwa Kid Farm 3000. Xe tương đương với Shimano là xe 4000. Đây cứ ok. Nhất là những phần con lăn này không bao giờ bị ăn mòn, rất là mới nha anh em. Đây, ngoại hình có xước li ti ít thôi. Nhà em cũng tặng dây bê đi theo máy luôn, giá là 2,6 triệu, hoạt động rất là ok nha anh em, đó rất là mượt, không còn gì phải bàn nữa. Tất cả máy này đều hỗ trợ ABS, cốt trợ lực đấy, cứ ok, tay quay ok. Giá con này đồng giá là 2,6 triệu. Em lên cho mình tiếp là con số 5. Đây con cũng là Kid Farm 3000. Đây xe thật cũng là xe 4000. Ba con này nó giống nhau. Đây con này xước tí. Cũng là hàng Thái Lan xước Nhật nha anh em. Đây xước ít tí. Đây hoạt động ok, không còn gì phải bàn nha anh em, 2,6 triệu bằng giá. Đây hoạt động ok, KBS nha, bên ngực ok, máy cước ok. Máy này đều đổi trái phải được nha anh em. Đây 2,6 triệu. Máy số 5 nha anh em. Đây máy số 6 của em lên là máy cuối cùng. Đây con này đặc biệt là tay quay nó đã được độ núm có tay qua luôn nha anh em. Đây tay qua anh em nhìn rõ không biết nữa. Đây tay qua núm này có mặt đạn trong đây luôn nha, vậy rất là ok. Cuộn dây trong nồi là dây nhựa nha anh em, dây nhựa ngoại hình mới tầm khoảng 97-98%. Đây không bao giờ không thấy vết xước lớn, vết xước nhỏ thì khó kiếm lắm, lấy kính hiển vi để vô. Đây Thái Lan trên nồi thì rất là bóng. Giá em công khai con này là 2,8 triệu nha anh em, đã được độ thêm núm tay quay cũng còn bóng, không vết xước nào lớn hết. Đây ok, cảm ơn em nha. Đây tất cả máy này đều có cốt trợ lực. Để con cuối em tháo ra cho anh em xem. Đây cái này là chống nước vô cho mobil này trong đây nha anh em. Cái đây có miếng nhựa chống nước. Đây cốt nữa đây. Đây tháo ra quay nè, rất là mượt cho anh em nha. Anh em nào câu lô ghe thì con này khỏi bàn. Ok rồi, cảm ơn anh em nha. Em sẽ để số điện thoại trên bài góc bên đây. Ok rồi, clip sau em sẽ lên kit sẽ là kit 4000 anh em.
Bên đây em kit 4.000, bên đây em rất là nhiều. Kit này là của Nhật. Bên đây em lên sẽ là hàng chuẩn Thái Lan. Ok.